ROG Strix là dòng laptop gaming được đầu tư hệ thống tản nhiệt là mạnh mẽ nhất của ASUS. Và chính bởi vì lợi thế đó nên là hãng luôn ưu tiên đưa vào những thông số cấu hình rất là khủng như là RTX 4080 hay là 4090. Những chiếc máy đó rất là mạnh rồi, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ kéo theo một loạt những thứ khác tăng theo, như là nhiệt độ tăng cao, độ ồn của quạt gió khi chạy ở mức tối đa nó cũng sẽ tăng theo này, giá thì cũng lên đến trên 100 triệu. Và quan trọng rằng là không phải ai cũng cần đến sức mạnh đó. Thì hôm nay mình đang có đây chiếc ROG Strix G16-2023 mới nhất. Thực ra đây vẫn là cấu hình rất là mạnh nhá, chơi game phê luôn. Nhưng mà đối với cả hệ thống tản nhiệt của dòng Strix này thì nó lại rất là vừa miếng, đến mức mà nó là một trong những chiếc laptop gaming hiếm hoi mà mình review từ trước đến nay đạt được cả 3 yếu tố là mạnh, mát và chạy rất là êm. Rồi, mình sẽ nói về độ ổn trước tiên, bởi vì đây là thứ mà khiến cho mình cảm thấy thực sự rất là bất ngờ trên chiếc máy này. Lúc đầu mình còn tưởng rằng chưa kịp kích hoạt đầy đủ chế độ lên cơ, nhưng mà đúng là ROG đã hãm quạt gió xuống ở mức rất là thấp. Nó thấp hơn hẳn so với cả mặt bằng chung của laptop gaming luôn ấy. Mình chơi game trong phòng rất là yên tĩnh nhưng mà cũng không hề thấy khó chịu gì cả. Tất nhiên là độ ồn là có, nhưng mà tiếng của nó là vừa vừa thôi. Và kiểu tiếng của nó là cũng kiểu phà phà, chứ không kiểu như là bị rít gió chói tai như là một số những mẫu máy có thiết kế quá là mỏng nhẹ. Còn chiếc máy này thì như anh em thấy rằng là nó vừa dày, vừa rất là thoáng khí, hai khe ở hai bên và một khe gió trải dài toàn bộ phía sau luôn, cả phần dưới nữa. Rồi bên trong lại có rất là nhiều ống đồng đi kèm với ba quạt gió. Chiếc máy này nó có quá là nhiều thứ để mà giúp tăng không gian lưu thông không khí, nên là quạt nó cũng không phải là kêu quá là ồn ào nữa. Mình thấy rằng độ ồn nó là một yếu tố mà được rất là ít anh em quan tâm, bởi vì thông thường anh em sẽ chỉ để ý hiệu năng và nhiệt độ là chính mà thôi. Nhưng mà đối với mình thì độ ồn và cách quản lý độ ồn nó lại là một trong những yếu tố rất là quan trọng có tạo nên sự sung sướng hay là sự khó chịu khi mà anh em sử dụng một chiếc laptop hiệu năng cao hay là không. Thì đối với cả chiếc G16-2023 này, nó đã làm rất là tốt. Nhiệt độ của máy trong suốt quá trình chơi game nó cũng rất là mát luôn, ngay cả khi mà mình để ở chế độ turbo, máy nó vẫn rất là mát. Thậm chí là nếu như mà mình chơi những tựa game nhẹ nhàng như kiểu là CSGO ấy, thì nhiệt độ của CPU nó sẽ chỉ vào khoảng là 70 mấy độ C mà thôi. Hay là nặng hơn một chút thì mình có chơi Apex Legends thì nhiệt độ của CPU nó lên vào khoảng là trên 80 độ C, mà nó vẫn rất là mát. Còn nặng nhất là Halo, đây là tựa game mà mình rất là hay chơi. Thì riêng game này cả CPU và GPU nó vít lên không thương tiếc luôn. Ấy vậy mà nhiệt độ của CPU trên chiếc máy này nó cũng sẽ chỉ vào khoảng là gần chạm ngưỡng 90 độ C mà thôi, loanh quanh tầm đó, và GPU thì vẫn rất là mát. Nói chung thì về nhiệt độ của chiếc máy này thì chắc chắn rằng là anh em sẽ không phải lo, bởi vì cấu hình của nó là rất là vừa miếng với hệ thống tản nhiệt đã được đầu tư rất là lớn của dòng Strix nói chung. Còn về hiệu năng thực tế thì RTX 4060 nó được đẩy điện lên đến là 140W ở mức tối đa. Hiệu năng cho ra nó sẽ chỉ thua RTX 4070 chỉ vào khoảng là hơn 10% mà thôi. Còn CPU nó rất là mạnh, nó chỉ chưa phải là dạng mạnh nhất thôi, nhưng mà nó vẫn rất là mạnh và nó vừa miếng với chiếc máy này. Rồi, về thiết kế thì mình cũng rất là thích phong cách của chiếc máy này. Nó gaming hầm hố, nhưng mà cái sự hầm hố này nó lại không bị theo kiểu rằng là cục mịch xôi thịt, mà nó toát lên được cái chất hiện đại. Dù mà nó có rất là nhiều chi tiết cắt vát, rất là nhiều những họa tiết đan chéo nhau, nhưng mà nhìn nó lại không hề bị rối mắt. Thậm chí là mọi thứ nó được làm vuông vức, trông nó còn có phần gọn gàng cơ. Chất lượng hoàn thiện sản phẩm nó cũng ở mức rất là cao. Các đường nét in lên khung phím nhìn rất là rõ ràng, hay là những đường dập nổi ở phía sau nó cũng được làm rất là gọn gàng. Và một yếu tố cũng ấn tượng không kém, đó chính là cái viền màn hình. Ba viền trên thì phải gọi là siêu mỏng đối với cả một chiếc laptop gaming. Có khi anh em lôi rất là nhiều những mẫu Ultrabook ra đây nhưng mà nó vẫn chưa mỏng bằng. Và tỷ lệ màn hình cũng là dạng 16:10, chiều ngang của nó sẽ dài ra, thành ra cái phần viền dưới trông nó cũng sẽ rất là vừa mắt. Về màn hình thì độ phân giải nó là 2560x1600 pixel và tần số quét lên đến là 240Hz. Nó vừa mượt mà lại còn vừa sắc nét nữa. Nó cũng có luôn công nghệ là G-Sync, chơi game bắn súng là phê cực kỳ. Ví dụ như mình chơi Halo, một dạng game bắn súng có đồ họa khủng chứ không phải là game thuần FPS như là CSGO đâu nhá. Thì cái mà mình cần ấy, đó chính là hình ảnh nó vừa phải đẹp, vừa phải rất là sắc nét, vừa cần tần số quét cao để mà chơi game mượt và giúp giảm input lag, và lại cần G-Sync để mà không bị xé hình, bởi vì cái đồ họa trong game nó rất phức tạp mà thì xé hình nhìn nó rất là khó chịu ấy. Thì chiếc máy này nó lại có công nghệ G-Sync giúp đồng bộ tần số quét màn hình với cả FPS trong game, nên là tổng thể lại chơi game thực sự cảm giác rất là hưng phấn ấy. Cái tính kiểm soát của con chuột nó cao hơn rất là nhiều. Và màu sắc của màn hình nó cũng rất là đẹp. Nói chung thì tấm nền này nó vừa phù hợp để mà chơi game và cũng vừa phù hợp để mà anh em làm đồ họa ở mức tầm trung đổ lên. Bàn phím và touchpad thì trải nghiệm của nó là vẫn sướng như vậy và nằm cân đối chính giữa. Touchpad này cũng hỗ trợ bàn phím số, phong cách thiết kế cũng rất là ROG, mọi thứ trông đồng nhất nên là nhìn nó rất là thích mắt ấy. Không biết rằng là anh em có dùng cái cụm bàn phím số này không, nhưng mà nhìn trông nó đã rất là thích mắt rồi.
Về kết nối thì do phần sau LG đã làm khe tản nhiệt hết rồi, nên là tất cả những cổng kết nối đều được chia đều ở hai cạnh bên. Ở bên phải anh em sẽ có hai cổng A, bên trái chúng ta sẽ có hai cổng C, một cổng Thunderbolt 4 và một cổng còn lại hỗ trợ Power Delivery, công suất là 100W và tích hợp giao thức DisplayPort để mà giúp cho anh em có thể xuất hình ảnh. Nói chung thì hai cổng này nó có chức năng là như nhau, chỉ là cái cổng không phải là Thunderbolt ý, thì cái tốc độ truyền dữ liệu nó sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Chậm hơn một chút thôi chứ nó vẫn rất là nhanh nhá. Và ngoài ra thì anh em cũng sẽ có HDMI và cổng mạng LAN. Tóm lại thì dòng Switch của LG hướng đến sứ mệnh là hiệu năng cao nhất và tản nhiệt xịn nhất. Thì rõ ràng cái giá trị đó đang được thể hiện rất là rõ trên chiếc Switch G16 2023 này. Ví dụ như là dòng máy mỏng gọn như là chiếc Flow X16 mà mình mới review đi. Chiếc máy đó có thiết kế rất là mỏng nhẹ nên là máy sẽ phải hãm lại hiệu năng một chút. Còn ở trên chiếc Switch G16 này, nó mạnh cực mạnh và hệ thống tản nhiệt nó cũng đang làm rất là tốt. Vừa mát mà lại không bị quá là ồn ào. Và như vậy thì nó mới thực sự đáng để mà làm dày, làm thoáng và làm chất. Ok, đó chính là những đánh giá của mình về chiếc Asus G16 2023 mới nhất. Đây là một trong những chiếc laptop gaming mà mình rất là thích. Anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Anh em có muốn một chiếc máy dày nhưng mà lại đạt được cả ba yếu tố là mạnh, mát và chạy êm hay là không? Hay là anh em thích một cái chiếc máy mỏng gọn hơn, thiết kế tối giản hơn và hiệu năng thì có nhiều nấc sử dụng ở trong nhiều điều kiện khác nhau? Thì anh em hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của anh em phía bên dưới nhé. Nói chung thì hai cái kiểu máy đó nó hướng đến hai tập khách hàng khác nhau. Quan trọng là anh em hiểu rằng là cái nhu cầu của bản thân mình là như thế nào mà thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.